Thưa quý vị, một căn nhà gần 100m² cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 21 tháng 2. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 21 tháng 2, người dân phát hiện khói đen kèm lửa bốc lên từ căn nhà nằm sâu trong hẻm 97, đường Phạm Phú Thứ. Do bên trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác dập lửa tại chỗ bất thành, ngọn lửa bùng lên toàn căn nhà. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 11 đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do căn nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm, xe chữa cháy khó tiếp cận được nên lực lượng chức năng phải luồn dây truyền nước vào bên trong. Nhiều cán bộ chiến sĩ phải dùng bình khí khi tiếp cận hiện trường tiến hành dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Căn nhà cho khoảng 10 công nhân thuê ở trọ. May mắn lúc xảy ra cháy không có ai ở nhà nên không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ ngôi nhà cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thông tin chi tiết mời quý vị tìm đọc trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.